để dành cho cái đề tài đêm hôm nay á, Miu lại chợt nhớ đến một cái kỷ niệm riêng với các nhạc phẩm của nhạc sĩ Vũ Thành An. Khi mà ông ra một loạt những bài không tên thì đến bài không tên cuối cùng người ta sẽ thấy một cái cuộc tình mà ông là kẻ ngoại cuộc. Và ông trách cứ cái người đã ở trong phận làm vợ rồi á, là con đường em đi đó có đúng hay không? Em có chắc là em muốn đi với cái người đó hay không? Nhưng mà sau một thời gian khi nhạc sĩ Vũ Thành An đã ra hải ngoại và tuổi đời đã về chiều thì ông lại có một cái nhìn bao dung trong tình ái vô cùng. Đây không còn là tự sự mà tôi muốn gửi đến cho những tiểu tam, mà nếu buộc bạn là chính thức và một lúc nào đó trong sự sáng suốt của mình nhận thấy rằng là duyên đã cạn và cần buông bỏ cuộc chơi, thì hãy nếu ta không thể cho nhau một cái bắt đầu đúng đắn thì hãy cho nhau một cái kết thật đẹp. Khi đó là Vũ Thành An viết bản không tên cuối cùng tiếp nối con đường em đi đó. Đúng đấy em ơi. Và nếu mà chúng mình có nên đôi đi chăng nữa, chắc gì đã hạnh phúc. Chúng ta chỉ thú vị với nhau khi chúng ta đang là trái cấm. Một khi đã nên vợ nên chồng, chắc gì ta đã hạnh phúc với nhau. Thả được ai đi thì cứ thả, để tha cho chính mình. Nhưng phải xem lời nhá. Nhớ rất nhiều câu chuyện đó, ngỡ như là ngày hôm qua. Ôi ước ao có một lần được gặp em, hỏi chuyện em lần cuối cùng. Nhưng em cầm cái lược đỏ rồi không hỏi được. Vẫn con đường, con đường cũ, vẫn ngôi trường, ngôi trường xưa. Mưa vẫn bay như hôm nào. Người ở đâu mình ở đây, bạc mái đầu. Em có một nơi nào an toàn không? Một tổ ấm, một căn phòng để trú, một vườn hoa hay một người thương đốn, nơi em nghĩ mình thuộc về mà không vướng lo âu, nơi em biết mình sẽ khỏe dẫu mang những vết đau. Hãy nghĩ về một nơi em được nhìn xuyên thấu, hoặc chẳng còn chỗ nào cho chính em nương náu. Hãy ôm lấy chính mình hoặc đối diện chiếc gương. Thú nhận đi em, con người ở trên tường đó là con người với vô vàn phức cảm, đầy đủ những tước chi nâng đỡ mình qua năm tháng. Cảm ơn chính mình và xin lỗi đi em. Này em hỡi, con đường em đi đó, con đường em theo đó, đúng đây em ơi. Nếu chúng mình có thành đôi lứa, chắc gì ta đã thoát ra đời ô đau. Nếu không còn được gặp nữa, giữ cho trọn ân tình xưa. Xin gửi em một lời chào, được bình yên, được bình yên về cuối đời. Này em hỡi, con đường em đi đó, con tiểu tam mà anh chọn đó, đúng đấy anh ơi. Nếu chúng mình có thành đôi lứa, chắc gì ta đã
thoát ra đời khổ đau. Cho con Tiểu Tam ăn cho hết. Tiễn vòng, tiễn vòng hết, vùi chiều tan ca.